Xin kính chào toàn thể anh em đến với kênh YouTube Phụ Tùng Rải Xe Lắm Quỳnh 110. Dạ em tên là Lắm, em ở Bến Tre. Số điện thoại của em là 0939 530 347. Thì hôm nay em đã khách con quay 210 đời 99 nha. Xe này là đầu lòng rin, nồi chạm. Thì anh em mua hàng bên em á thì cọc hoặc là chuyển khoản thì em mới ship code nha. Thì anh em có hai hình thức, một là alo trực tiếp em, hoặc hai là kết bạn Zalo rồi gọi em cũng được. Thì sau đây em sẽ đi vào chi tiết và báo giá cụ thể cho anh em luôn. Thì hồi trưa em có đăng Zalo thì em có bán một số món cho anh em rồi, nên bây giờ em không có báo giá nữa, thì em chỉ báo giá những cái món nào em chưa bán thôi. Xe này khá liền anh em ơi. Rồi bách nạ với bách lòng thì em bán rồi, đồng hồ em bán rồi, cặp cùm cũng bán rồi luôn rồi. Bây giờ em quay cho anh em coi xem cái bi đông sò khỉ ha. Bi đông sò khỉ này đẹp anh em, gù còn luôn ha. Nè tại người ta bọc inox rất là kỹ, ta bọc inox này không có dấu trầy, chắc tháo ra chắc đẹp. Nè răng cỏ còn luôn nè, ta thắng rin về rin luôn ha, sơn rin khá đẹp anh em. Đây sò khỉ nè, vàng ha, bên này cũng đẹp luôn. Bi đông sò khỉ này em báo giá với anh em là 450.000 nha, có luôn con ốc bắt sò khỉ luôn, bao ngay thẳng cho anh em. Đây nè, quay thái 110 có hiệu chữ T ha, hoặc là chữ C ha nè. Này em rửa rồi chưa sạch hung nữa, nó hơi sơ sơ rồi. Hai râu còn đủ ha, đây râu còn đủ ha. Rồi bi đông sò khỉ này 450.000 ha anh em. Xe này đường dây điện nó lô rồi anh em ơi, chuột cắn hay sao thì người chủ người ta thay đường dây điện này. Rồi tiếp theo mua pin chụp em cũng bán rồi luôn rồi, ông anh ông dặn luôn rồi. Rồi em bán cho anh em cái bộ bình xăng con này, bộ bình xăng con này 99 ha. Nào bình xăng con 99 nè, co xăng để hồi qua mấy kia chắc co xăng 99 luôn anh em, xá xị 99 là cái ống này có răng ha anh em, có răng theo thời gian ha, răng răng rất là nhiều răng luôn. Bô e thì mình trước này cái đét nó còn mờ chút xíu, mất chữ hầu như mất chữ rồi anh em, ít chạy ha, cũng khá ha. Full bộ bình xăng con này em báo giá với anh em là 1.500.000. Xe này là có garanti ha, trên xe là không trả xăng dư ha. Đây còn đét ở chỗ này nha anh em, được cái này nhà bình xăng nè, bình xăng em có tháo ra nên em không biết là trái ga như thế nào. Coi xăng đét 99 nè, đây xá xị thì nó còn cái hiệu đen đen đây nè ha, xá xị 99 luôn ha. Lai một con ốc ở dưới đây nè anh em ơi, đây nè ha. Bộ này em bán báo giá với anh em là 1.500.000 ha anh em. Anh em nào chơi được chơi, trên xe là không trả xăng dư ha. Bách nã bách lòng bán rồi ha. Rồi tiếp theo là tới chẳng ba đi anh em. Chẳng ba này ốc còn khá đẹp anh em. Đây. Chẳng ba này 350.000, bao ngay thẳng cho anh em. Em chưa vệ sinh nữa, nó còn hơi dơ anh em thông cảm nha. Màu sơn cũng còn khá nè. Rồi chẳng 3 350.000. Rồi phục trước sơn rin, thuyền rin anh em, bên đây đẹp ha, không xì xộn, đời 99 nè, có cái nút này là đời 99 nha, con ốc 17 đây, KET FM. Còn bên đây thì nó dính cái ổ khóa rồi, sơn rin cũng khá nè, nè nó bị tụ cái ổ khóa xuống nên nó có dấu nè. Đây, cái này là dính dấu sơn xịt. Tại vì cái xe này người ta dặm cái mỏ dè, người ta sơn cái mỏ dè dớp dai với hai cánh bửng ngoài. Hồi em quay bộ áo cho anh em xem. Này anh em về rửa ra nha. Đây có nổ ti tới đây. Còn xa dữ lắm nha anh em. Còn ti này rất là đẹp anh em. Thuộc này khá đẹp anh em. Không có gì để nói anh em. Cũng nhảy rồi phải nói là ngon lắm anh em ơi. Cặp phuộc này em báo giá với anh em là 900.000 ha. 900 ha nè.
Nay còn ít đồ nên em quay kỹ kỹ thôi. Rồi luôn cái bánh trước. Bánh trước này bên đây là sơn rin nè. Câm niền này không biết niền gì nữa mấy. Niền niền tàu vậy không biết. Em bán cặp bánh này là 1,5 triệu anh em. Đùm này sơn rin nhưng mà cái này chỗ này nó có nổ. Sơn rin thế anh em. Luôn cái bát thắng này, má đùm là buông bát thắng này luôn. Thắng còn chấm sơn anh em. Đây này cũng khá đẹp nha. Đây. Anh em xem ở đây có chữ hiệu KFL này còn nè ha. Sơn rin thế anh em. Cốc km nó còn quay bình thường ha. Bánh trước bánh sau này là 1,5 triệu anh em, câm niền like. Quay bánh sau luôn đi, đã không rồi em cứ không quên hoài. Bánh này chắc chín chín em, bị cái má đùm này chín chín nè. Mấy xe này xe chín chín đấy. Nó lộn xộn anh em cũng không rành nữa mà em bán cặp bánh này là 1,5 triệu nha. Cái má đùm này sơn rin nè, còn cái đùm trong này hình như có sơn lại rồi nè anh em. Thấy không? Cái bạc nó nhìn nó khác phải không? Mà về lắp luôn cũng được anh em, ngon lành luôn. Đủ rủi nha, còn bánh sau thì niền nó cũng y chang như niền trước vậy đó. Niền ký hiệu cái gì đó, em không rành nữa. Em bán cặp bánh này là 1,5 triệu. Điều kiện là tháo ra không có lỏng lưng hết anh em. Còn lỏng lưng thì giá nó khác rồi, lỏng lưng giá nó rẻ hơn rồi. Cầm niền là xài được, nhưng mà đa số là về mình vô niền thái là anh em ơi. Cái niền này ai đâu xài. Bánh trước sau 1,5 triệu anh em. Rồi quay tiếp anh em là cái cần thắng. Cần thắng này đời chín chín mà hơi mòn rồi. Rồi cũng được khá khá nè. Cần thắng luôn, đũa thắng nè 150.000 anh em. Luôn cái đũa thắng nha, thắng riêng nha. 150.000. Riêng anh em ơi, cần thắng đũa thắng 150.000, cần thắng là chín chín nha. Vậy anh em gam lại. Cái giò đạp này, giò đạp này như Trung Quốc anh em ơi. Trung Quốc rồi đạo quá vậy. 50.000 anh em còn xài ngon lắm anh em. 50.000 thôi. Nhìn nó lạ lạ anh em. Đó mà mua xe Nhật mà sao nó dính đồ tàu cũng nhiều quá. Giờ đã 50.000 anh em, xài vô tư nha anh em. Còn cứng lắm. Rồi tới củ đề thân đẹp. Em mới rửa có chút xíu này mà nhìn thấy trắng quá. Thân đẹp đó, tem đẹp luôn ha. Dây là không có đứt nối. Bát này ăn tiền hết em. Ram zin mà cỡ này vậy thôi. Nhìn nó ôi rồi ôi luôn. Dây điện nè. Cao su không rách luôn nè. Đẹp nè. Đẹp này biết có thấy đâu không ta. Chín này vậy. Số 9. Rồi, củ đề này báo giá với anh em để em coi nha, im không? Im. Nhớ xe này im đó. Củ đề máy anh em. Rồi, vẫn giá cũ anh em ơi, 900.000. Quay cho anh em có màn ngắm à. Nó cũng còn sắc nét lắm anh em. Rồi củ đề 900.000. Bộ bình xăng con thì 1,5 triệu. Mua bên chụp này thì bán cho ông anh rồi. Chụp này về cái thai cao su rồi. Chụp riêng theo xe nè. Nó mất hết hai cao su. Cao su trên, cao su dưới luôn. Xài ngon lành nha anh em. Okay. Về lấy alpha để qua. Rồi bộ ba nắp. Sơn rin. Nắp này là sơn rin nè. Nắp nắp nhựa này cực kỳ đẹp lắm, giờ nó đã chín chín rồi nè, nhìn thì phải nói là chảy luôn. Em tháo cho anh em xem luôn. Nắp nhựa 99, không nứt bể. Lâu quá. Điện lô mới ghê chứ.
em làm có mình không có ai trợ giúp hết trơn, nhiều lúc nó cũng lu bu rồi anh em gọi điện em không khe máy được, hay là em giao hàng cho anh em hơi trễ anh em cũng thông cảm cho em ha. Là tháng 9 năm 99 anh em, không nước bể gì hết, tầm này vô series này là như là hết bài luôn. Bộ ba nắp này em báo giá với anh em là 900.000 ha, thì em bán như vậy thì em không có nắp lại trên xe, em tháo xuống thôi. Đây. Má ra má lấy tao hơn con ơi. Tiếp tục anh em ơi, tại có khách rồi. Rồi, cái nắp lửa này em không biết sơn riêng hay có dặm mà em nhìn thấy đẹp lắm. Vậy xài luôn anh em. Còn đuôi cá trên đây nó có hình nổ nổ nè. Khi mình gắn bẩn thì nhìn không thấy nè. Gắn áo vô nhìn không thấy. Rồi bộ ba nắp này là 900.000 ha anh em. Rồi tiếp theo. Cặp các chiên sao này là 200.000. Rồi các chiên sao luôn, cái bát sắt có luôn 1 con, 2 con, 3 nắp luôn. Qua bên đây quay cho dễ. Đây. Không chảy xệ hết nè. Rồi, bên đây luôn. Bên đây lai hết một con ốc. Đang tán. Rồi bên đây cũng không chảy xệ luôn. Cặp ở trên là 200.000. Rồi tiếp theo combo cho anh em, IC sạc chớp rò le. Bao đúng riêng quay thái ha. Mình đẹp. Cái em lờ rõ nè. Sạc thì 970 chớp. Rồi, rồi đề luôn. 750.000 ha, y cũ anh em. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là combo học bình. Cúp đồ, lượng nước, đuôi biển số. Quay cúp đồ cho anh em xem cúp đồ mà đẹp anh em. Rồi đuôi biển số. Đuôi biển số là đẹp anh em, nó liền hết nè. Rồi combo này em báo giá với anh em là 250.000, combo là học bình, lượng nước, đuôi biển số với cúp đầu. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là cái đuôi đằng lái. Đuôi đằng lái riêng theo xe. Này chưa có đà tay dĩ xét gì hết nè. Ba nắp đẹp luôn nè anh em. Rồi nè. Tuyệt vời luôn ha. Dây nhỏ là không có đứt nối nè ha. Cái đường lái này 350.000 nha anh em. Rồi tiếp theo. Em quay cặp phục sao. Ống rin, lò xo rin, lò xo này đẹp nha anh em. Chân keo đẹp luôn. Tuy này bên đây ti lô rồi. Còn bên đây ti rin mà bị xì luôn rồi. Em bán phục em không bao ti anh em. Cặp phục này em báo giá với anh em là 450.000, là so khá đẹp anh em. Chân keo đẹp nè. 450.000 ha. Ti rin nó có 8 ly, giỏ lắm anh em ơi. Rồi gấp hộp sơn. Gấp này gấp bằng sơn rin nhưng mà cái hộp sơn này có dặm khúc trên này nè. Mà bị nổ nè. Nổ sơn nè. Gấp sơn riêng nhưng mà mất tem anh em. Chỗ này nó có một cái lằn nè. Nè hơi hổng hổng này ha. Nè một con ốc số 10, hai ngốc số 10, ba ngốc số 10. Ốc này biết số 10 số mấy. Bốn ốc số 10 luôn. Đây có hơi mất nhẹ chút xíu. Rồi gấp hộp sơn này em báo giá với anh em là 800.000, tặng luôn bốn ốc số 10. Tặng luôn cái cúc gấp luôn. Gấp này đời 99 nha nè. Chính có ông chỉ. Này gấp sơn riêng này không một lũng nè. Tặng cúc gấp về tặng luôn bốn con ốc luôn. Bốn con ốc bắt hộp sơn luôn ha. Đây cho em coi gấp đại 99 nè. Không thấy. Chính anh em.
Rồi tiếp tiếp theo cái gì nữa ta? Rồi tôi tới full combo bình xăng lớn Bách Yên. Xe này 99 sẽ lọt bình xăng lớn 2000 anh em. 2000 ha. Xin zin. Báo xăng zin, ống xăng zin. Nắp đẹp. Nắp xăng này khỏi nói rồi. Cái Bách Yên đẹp luôn. Này Bách Yên chỉ ra cái bị ra rò ten có chút xíu ở chỗ này thôi. Nè. Bán này đời 99 nha, màu đồng súng nha. Lưỡi gà còn đầy đủ luôn, không gãy nha. Bên đây đẹp luôn nè, thấy không? Có cái bát này chỗ bắt áo đây luôn ha. Rồi thùng xăng lớn rồi, bên đây sơn đẹp nè. Thấy không? Rồi, quay mấy anh đợi cho anh em xem. Rồi. Nè. Ống xăng nè, ổ báo xăng nè. Dây điện báo xăng là rin ha. Đây ống xăng rin luôn nè. Ở đây luôn. Rồi, combo này là 650.000 anh em, thùng xăng lớn Bách Yên 650.000. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là tới gì nữa ta? Rồi tới cái bô đi anh em. Cái bô này 99. Cổ rin. Nhưng mà nó lại có một cái lỗi. Cổ rin nè. Hồi qua mấy kia quay cho anh em nè. Đẹp luôn nè. Đây nó có trầy một chút xíu. Đây nó có một chấm nhỏ đây nè ha. Đâu rồi, không thấy đâu. À thấy không? Mặt dưới nè. Mặt dưới đẹp anh em. Mặt dưới đẹp. Mặt trong đẹp luôn, không có lủng gì hết. Đây không có cắn cho chân phục luôn, nhưng mà nó có một cái lỗi này, nó bị người ta ủi hay gì không biết mà nó mớp vào chỗ này. Tiếng là bao căng nha anh em. Bộ 99 Dixie mớp vào chỗ này, anh em về thứ nhất là anh em khoan hai cái lỗ này nè ha, lấy cái nắp chụp ra gò lại, nếu không thì anh em thay cái nắp chụp khác vô là bô đẹp như rin. Sao nó chấm lại ha. Để em quay cho anh em coi cái cổ. Đây, cổ rin nè. Cổ rin hết anh em. Rồi, để em nổ máy test tiếng cho anh em nha. Xe này là ổ khóa này cũng đã bán cho anh em rồi. Đâu ta không thấy ta. Chỗ này cũng lấy ta. Đây. Quay cho nó không rõ thật đẹp đây nè. Đây, mã rin ha. Đây, mã luôn ha. Thùng mã luôn ha. C28 luôn này ha. Khóa này chia cho ông anh rồi luôn rồi. Em quay để giao lưu với anh em thôi. Còn hai chìa đi luôn. Chủ kỹ lắm anh em ơi. Làm hai cái chìa mới để đi. Còn hai cái chìa đi để dành. Nên còn một chìa rất là mới luôn. Thân chìa kia này hơi cũ nè, bái phục với ông chủ này thì chứ. Rồi, ôi quên nó báo giá với anh em mà cây bô này báo giá với anh em là 2.8 nha, cho anh em về làm cái đít lại 2.8. Còn cái yên này da riêng, yên này là da riêng, riêng đế đẹp, da riêng này nè, mà có bấm lại rồi, rách nữa nè, thì em cũng chia cho ông anh luôn rồi, rồi em chỉ quay nước qua thôi. Có bao giá này luôn. Tiếp theo là tới gắt chân hai tầng. Cái chân hai tầng này đẹp nha anh em. Mất cần chống nghiêng riêng thôi. Đẹp nha. Không con đầy đủ luôn.
300.000 anh em ơi. Bán các chân hai chọn thì cũng tầm tầm giá đó. Cũng con đầy đủ nha. Ngay nha anh em. Cái băng nha. 300. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là combo. Cái thân sao em bán rồi luôn, em quay sơ lúc qua cho ông anh xem thôi. Cái đầu đèn này nãy ông anh kia cũng dặn mới không lấy, hồi đi ông quay sơ qua một cái. Đầu đèn này sơn riêng có trầy chút xíu nè. Đây này áo đẹp anh em. Bát móc là không có gãy nha. Hai cái bát bắt chi nha không có gãy nha. Đầu đèn này 500.000 ha. Mà để em hỏi ông anh kia không lấy không. Rồi tiếp theo là cái chá. Chá không có gãy bát nha nè. Hỏi sao nó cà la ta. Nè, chá riêng theo xe này nhìn con ốc là biết rồi ha. Con ốc ở chỗ cái muỗng rồi hay nhìn thấy uy tín ha nè. Chá đẹp anh em, không có chảy thỉ nha anh em. Đây. Này anh em về sau 3 lại là nhìn thấy thôi, hấp biết luôn. Thấy nè, coi là bao vip anh em. Ít răng á, chá này ít răng. Nè. Em quay mấy góc ngang luôn mà nhìn thấy không thấy răng ha, ít ha. Chá này vô xe mắc tiền được anh em. Nè, đúng riêng anh em, không có chữ N gì đâu với này nha. Ốc riêng nha. Rồi chá với nhanh này em bán 1.2 triệu anh em. Nhanh không có nứt gì hết nè, không có răng nè. Chá nhanh này 1.2 triệu. Vip anh em ơi. Rồi đầu đèn thì 500. Để hỏi ông anh lại cho em có lấy không. Rồi cặp bẩn á, thì hai cái bẩn ngoài khách đã sơn rồi. Đây. Xe này em mua hụt một lần rồi, lần sau mới mua được. Còn khi rồi lần sau mua thì người ta đã tút hai cái mỏ dè với hai cánh bẩn rồi nè. Mà số tiền lại tăng lên nữa chứ. Đây, còn bẩn trong mà sơn riêng nó có giờ trầy này ha. Nhưng mà bát móc còn ok lắm anh em. Đây. Đây bát lớn còn ha. Khô bò đầy đủ ha. Nay em quay kỹ cái này là ba con ốc này còn nguyên nè. Đét nè. 99 ha nè. Ốc này còn luôn ha anh em. Cặp bẩn này em báo giá với anh em là 900.000 ha. Cho anh em về lấy phôi sơn. Bao vip anh em. À, cái này em biết có hàng chưa, biết cái gót này đẹp ha. Này có sơn nè, cái cao su dính sơn nè. Tiếp theo cái bẩn này, cái bẩn này ăn tiền anh em ơi. À, bát còn đủ nè ha. À, này em biết hồi đầu đó người ta có sơn có hàng gì không biết rồi mà đẹp sẵn rồi, anh em về muốn sơn lại thì sơn. Em nghĩ chắc em sơn lại đem này đâm riêng anh em. Đây móc còn luôn nè ha. Anh em nào mua áo bên em thì khuyến cáo anh em nên nhận hàng bên Tô Châu ha. Dành xe Tô Châu ha, cho nó dễ. Còn như Khâu Boss thì nó có khi nó bể, anh em cũng không cảm giúp em chứ giờ. Em gói đường nào nó cũng bể, ví dụ nếu mà nó cắn mạnh một cái là nó bể áo mà. Không có gãi đâu anh em. Cái đó giờ hai bên người chịu một chút chứ giờ bắt em. Nè, ở đây có gãi chút xíu rồi nè, không vấn đề gì ha. Bắt vô vẫn cứng hay nè. 900 ngàn ha, còn anh em xé lẻ thì em cũng xé lẻ luôn ha nè. Mua vững nào bán vững đó anh em. Rồi tiếp theo hai cái thân em chỉ quay hai cái thân với miêu rùa với cóp em chỉ quay giao lưu thôi, tem riêng đấy anh em. Còn khá gãi mỗi cái bát này thôi, một bát một. Này chỗ này nè, rồi chỗ này là ông rồi vận chuyển về. Đây hàng này em rồi vận chuyển về nó có gãi, em có chấm miếng keo anh em về sau này anh em hàng mấy trăm rồi nó đẹp góc trên đó nha. Tem rin nha. Nè, cưa nè. Nè, móc lại còn nè. Bát móc đầy đủ hết nè. Quay cho ông anh xem chứ ông anh cũng chưa hết, ông đã bắn tiền cho em rồi. Cốt quen. Rồi tiếp. Tiếp cái bình bên đây. Bên đây thì không có lỗi lầm gì hết luôn. Bát này còn luôn. Bát này còn luôn. Bát này còn luôn.
bát này còn luôn. Đẹp anh em. Cốp này cũng còn khá. Đa số 99 nó bị bên cái cốp này với cái mé bên kia đây nè, cái mé thân bên đây là nó bay màu sơn nhiều quá. Dạ nắng này nè. Thương ghê nhé anh em. Hai lỗ đẹp rồi. Rồi, vậy hết anh. Hôm nay cái ổ còn cái muro quay trong anh coi luôn. Lỡ hổ rất còn về không coi. Đầy đủ ha. Rồi. Phần nào anh chốt thì em có báo giá. Rồi, mặt nạ này tem green nha. Tem này không bao giờ mua cũng tiền không anh em. Sơn green mà nó dính dính cái gì nè, cái này anh em về vệ sinh cho nha. À, ba lỗ đẹp nè. Bát này còn nè, bát này còn nè. Có ba lỗ ốc nữa nè. Chính chính ha. Hai cái bát dưới này cũng còn luôn ha. Mặt nạ này 500 ha. Ông anh muốn kế bên nhà ông ra lấy, không biết ông lấy không nè. Rồi hai ốc dai. Này sơn rồi nha anh em. Cái này sơn rồi nhưng mà vận chuyển về đây nó bị trầy nè. Là 13 bát còn đủ nè. Đúng chính chính nè. Cái này 3 bát còn đủ nè, nhưng mà cái bát này bị lỡ miếng này ha. Mất hết miếng nè. Chính chính luôn nè. Rồi cặp ốp dai với cái mỏ dè. Mỏ dè này người ta cũng sơn ở rồi luôn nha anh em. Nhưng mà đồ cái nó đẹp nè, liền liền thịt không mất thịt gì hết. Này sơn này còn đậm luôn sơn rồi nè. Ba lỗ ốc nó đẹp nè. Mỏ dè với hai ốp dai này em báo giá với anh em là 450.000, còn mua lẻ em cũng bán lẻ luôn. Này về lấy phôi sơn lại là tuyệt vời luôn nè. Chính chính nè. Ba lỗ ốc không có dấu hàng gì nè. Nhìn bên trong mà chắc cú ha. 450.000 ha nè. Bán 500 thì hơi mắc quá, hơn 450 thôi. Rồi tiếp theo là cái luồng, luồng giữa tem tiếng Anh. Không có nứt nè. Nó giờ anh em về vệ sinh nha. Gãi bát nè. Gãi bát nè. Bát này còn. Bát này gãi. Luồng giữa này đã 2.000 ta. Em tiếng Anh là 2.000. 200.000 anh em. Rồi, video và đến đây là kết thúc. Anh em mua hàng bên em mà cứ alo hoặc kết bạn Zalo và gọi em nhé. Số điện thoại của em là 0939530347. Rồi, xin chào anh em. Quên nữa anh em ơi, em còn bộ sườn lóc. Hồ sơ này đang rút anh em. Sườn này bao ngay thẳng cho anh em. Rồi, 99 ha. Nè, 3 số 0 đầu ha. 0006473. Sườn green đẹp. Nãy đang quay rồi, ông anh không xuống không gom bình xăng lớn bắt yên rồi, đuôi đèn lái rồi luôn rồi, cắt tay ông lấy luôn rồi. Dày hết anh em, còn rất là dày ha, thì cua luôn nhưng mà có nổ sơn ha, anh em về dặm lại ha. Hai cái râu này là đẹp luôn anh em. Đây ha. Lắp thì chắc khỏi quay anh em ơi, xe này xe chạm nồi thôi chứ đầu lòng nó rin mà. Số nè. À vậy đầu số 8 anh em ơi, chứ quay 3 số 0 nãy coi lộn. Đầu số 8. Số này. Rồi bộ giấy này em báo giá với anh em là 5.8 ha. Nè, hai ngấu cái chân nè, mới tháo ra nghe anh em, thẳng chân nha. Bộ giấy này em báo giá với anh em 5.8, lưu ý là mất cái tem sườn nha, này không có tem sườn nha. Nè. Nè sườn nè. Đời nào ta. 99 là gì nè nè. 99. Sườn đời 99 nha. Nè, cái bát này là 99 nha. Rồi sườn bao ngay thẳng cho anh em luôn, sườn lóc giấy, hồ sơ đang rút. 5.8 ha, nhận cọc của anh em. Khi nào hồ sơ về thì em ký nói qua anh em. Rồi, xin chào anh em.